Dạ vâng, shop Tuấn Lan Lan Tuấn đến từ Bắc Giang lại xin gửi lời chào đến các bác. Này lại tiếp tục một cái lô hàng, đó là những cái bộ đồ đánh chim đêm dành cho các bác chơi chim đêm chuyên nghiệp hay là giải trí đều có nhé. Thì đây là cái lô hàng âm ly của 253 và 263, hàng lại tiếp tục về để phục vụ các em đam mê trong cái mùa săn bẫy. Thì trong thời gian qua thì âm ly 263 là hết hàng rất là lâu rồi. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục về nhé. Các bác nào em đã nợ đơn thì sáng ngày trong vòng sáng ngày mai em sẽ gửi nhanh, gửi gấp cho các bác để các bác kịp có đồ chơi. Thì đây là tiếp tục giới thiệu các bác là cái âm ly thùng, đây là thùng âm ly 263 này, 253 này, và sẽ có lưới bẫy chim đêm. Lưới bẫy chim đêm và loa toa 10W, 15W và 30W của hàng Indo, và sẽ có hàng 10W, 15W của hàng Việt Nam các nhé, hàng 15W Việt Nam. Và những chiếc kèn thì sẽ có cái kèn đen, kèn 5W, kèn 5W với kèn nhọn. Và giới thiệu các bác về những cái âm ly chủ yếu là âm ly 253 và âm ly 263 để phục vụ các bác cái mùa lưỡi chim đêm. Thì đây là cái âm ly 253 này, đây là âm ly 253. Thì hình thức bên ngoài nếu các bác nhìn sơ qua thì âm ly, mẫu âm ly 253 và mẫu âm ly 263 sẽ hoàn toàn là rất là giống nhau đúng không ạ? Thế nhưng các bác có nhìn thấy không ạ? Có để ý nhé, các bác so sánh là cái âm ly 253 sẽ có màn hình ở trên và âm ly 263 này sẽ không có màn hình, tất cả đều là màu xanh này. Ví dụ cái âm ly 263 thì chỉ cũng có lô nó sẽ là màu đen nhé, nhưng lô này về là màu xanh. Các bác nào mà nhận được màu đen thì cũng không vấn đề gì, tại vì vẫn là một của âm ly 263 và âm ly 253. Công suất của nó là 600W các nhé. Đây. Đấy. Công suất là 600W. Và sẽ có bắt được cả Bluetooth luôn. Đấy, các bác bắt được Bluetooth luôn. Thì những cái âm ly này khi bác mua hàng bên em sẽ tặng cho bác một cái đầu lọc thẻ như thế này. Đây là cái đầu lọc thẻ nhá. Và cái dây nguồn, là cái dây nguồn hay gọi là cái áo thẻ, thay thế cái áo thẻ to và cái dây nguồn như thế này. Đây các bác nhá. Đấy, áo thẻ và dây nguồn để tặng cho các bác khi các bác mua âm ly. Còn nếu các bác mà mua lẻ bên ngoài thì nó sẽ một cái dây nguồn này sẽ là 10.000 này. Cái này các bác mà ra cả điện thoại mua cái đầu lọc này nó sẽ là 20.000. Đấy nhá. Các bác làm mua lẻ bên ngoài. Còn bên em bán sẽ tặng cho các bác một cái dây nguồn, một cái đầu lọc thẻ. Còn thẻ nhớ thì bên em sẽ bán riêng, còn cái âm ly này sẽ là 400.000 chưa tiền ship, cả ship là 450.000 nhá. Đấy, 450.000 là bao ship, tặng cho các bác một đầu lọc thẻ, một dây nguồn. Còn các bác nào mà muốn mua thêm thẻ nhớ cộng thêm 80.000 thẻ 4G. Thì những cái tính năng và chức năng của âm ly này thì em cũng sẽ không còn giới thiệu nhiều, các bác chơi các bác quá sành rồi. Thế này để thông báo các bác là hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ bên em trực tiếp ba số chính đây của shop và đặt hàng. Đấy, bên em nhận ship hàng và gửi hàng qua đường bưu điện. Ship luôn là ship COD toàn quốc, nhận hàng bác cứ mở hàng ra kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng chất lượng thì bác thanh toán tiền nhé. Một cái video ngắn gọn giới thiệu các bác về cái mẫu âm ly son âm ly 253 và âm ly 263 sẽ đăng tải cái video này ngay và kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được chào các bác. Và các bác nào xem video đừng quên nhấn like và đăng ký kênh và ủng hộ bên em nhé. Và các bác nào muốn xem nhiều cái video hơn thì các bác có thể xem vào phần video để cập nhật được những nhiều sản phẩm hay những cái video thực tế mà bên cơ sở bên em đã cung cấp. Thì về phần lưới, mà nói thêm phần lưới này, lưới thì bên em cũng sẽ có lưới từ 4/8 nhé, 4/8 hoặc 5/7 phân, 6 phân, 7 phân và 8 phân, cao 7m và 8m, 5G, 4 túi và xin sẵn 3 cổng cho các bác mà chỉ việc đi đánh thôi và sử dụng thôi. Bên em sắp sửa sắp gió hết rồi. Đây, một cái video ngắn gọn giới thiệu các bác về cái độ bộ đồ chim đêm, sẽ đăng tải cái video này ngay nhé và kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được chào các bác và sẽ hẹn các bác trong một cái video clip lần sau của bên shop.